Này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa quả dự lưu nhất la lai bất hoàn a à la hán vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa quả vị độc giác vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa quả vị độc giác này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử vì lìa sắc giới nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa trí nhất thiết trí lại nữa các thiên tử vì lìa nhãn thức giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này các thiên tử vì lìa nhãn thức giới nên lìa pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh